Xin chào bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về số đoi Nếu bạn làm về nghiên cứu và thường xuyên đọc các bài báo khoa học thì đây là điều bạn cần phải biết Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh youtube của tôi Đoi là chữ viết tắt của ba từ tiếng Anh đó là Digital Object Identifier Có nghĩa là bộ nhận dạng đối tượng kỹ thuật số hay có thể hiểu đó là một cái số định danh điện tử Số DOI là một số duy nhất ứng với một đối tượng mà nó định danh và theo tiêu chuẩn quốc tế, hiểu nôm na số DOI giống như một số chứng minh thư cho cái đối tượng mà nó xác định. Như trong slide trước chúng ta đã đề cập tới cái đối tượng thì đối tượng mà số DOI được sử dụng để xác định đó là các bài báo khoa học, các báo cáo nghiên cứu, bộ số liệu hoặc là các xuất bản chính thức khác. Đối với anh em là nghiên cứu thì có lẽ chúng ta sẽ quan tâm nhiều nhất đối với cái việc số DOI của các bài báo khoa học. Số DOI thì thuộc sở hữu của cái tổ chức DOI quốc tế. Các bạn có thể truy cập vào cái đường link mà tôi để ở dưới đây để tìm hiểu thêm. Đến lúc này thì bạn sẽ thấy số DOI rất quan trọng đối với một bài báo quốc tế. Thường thì các tạp chí uy tín sẽ đăng ký một cái giải số DOI. Sau đó khi mà bài báo của bạn được chấp nhận thì tạp chí sẽ gán cho bài báo đó một cái số DOI. Và tất nhiên sau đó số DOI này sẽ được đồng bộ và chuẩn hóa trên cái hệ thống DOI. Và cho đến lúc này thì số DOI sẽ là duy nhất tương ứng đối với bài báo đó. Một lưu ý để nhận biết số đoi đó là số đoi sẽ luôn bắt đầu bằng số 10. Ở dưới đây tôi đưa ra một số ví dụ về số đoi để bạn có thể tiện theo dõi. Sau đây chúng ta sẽ cùng thực hành một chút để chúng ta có thể biết cách tìm số đoi như thế nào và làm sao để tra cứu số đoi nếu mà chúng ta thấy nghi ngờ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau vào PubMed và chúng ta sẽ tìm kiếm các bài báo ở trên PubMed. Chúng ta sẽ vào Google và chúng ta đánh chữ PubMed. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ vào một cái trang web của PubMed và giả sử như bây giờ chúng ta có thể tìm uh, chúng ta đưa một cái từ khóa nào vào đây hoặc là chúng ta có thể tìm các bài báo của tôi chẳng hạn ví dụ như vậy. Đấy. đấy tôi đánh uh, tên của tôi vào đây thì tôi sẽ tìm uh, thấy các cái bài báo của tôi. Thế thì khi bạn vào đây thì bạn sẽ nhìn thấy này, ở mỗi bài báo này nó sẽ bao giờ nó cũng có cái chữ là DOI này, D -O i này, đấy và lúc này thì chúng ta thấy là đây chính là cái số DOI của các bài báo này, đấy. Đấy nó có cái số DOI, số DOI nó sẽ hiện ra ngay luôn và tùy từng cái tạp chí thì họ sẽ uh, có đăng ký các cái giải số đoi khác nhau và sau đó khi mà bài báo của chúng ta được uh, xuất bản thì họ sẽ cấp cho chúng ta một cái số đoi cho cái bài báo của chúng ta và cái số đoi này như tôi nói ở trong slide trước đó là duy nhất đấy, chúng ta thấy này đây là các cái số đoi đúng không đấy khi chúng ta tìm thấy là nó sẽ ra cái số đoi ngay hoặc giả sử như chúng ta cũng có thể tìm một cái bài báo nào đó uh, bằng cái từ khóa nào đó ví dụ như tôi tìm về lăng can chẳng hạn ví dụ như vậy Yeah, lăng can này Đấy. thì nó sẽ ra rất nhiều các bài báo và ở trong này từng bài báo thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể nhìn thấy các cái số đoi, số đoi ở trong này Thế giả sử như bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào một bài báo đúng không Đấy, truy cập vào đây Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cái số đôi nó nó rõ hơn Đấy, rõ hơn ở trong từng bài báo này và như tôi đã nói trong slide trước thì bạn nhìn thấy bạn để ý là bao giờ cái số đôi cũng bắt đầu bằng số 10 đúng không số 10 này sau đó thì có các cái phần À, bổ sung thêm đằng sau thì nó tùy theo từng cái tạp chí và sau đó thì nó sẽ tùy từng bài báo thì họ sẽ định danh ra uh, những cái con số đoi và những cái con số này là những con số duy nhất đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta quay lại đây để chúng ta cũng thấy là là những cái uh, những cái số đoi này này, bao giờ cũng xuất phát từ số 10 nhé, Đấy, bao giờ xuất phát từ số 10, đấy là cái lưu ý để bạn có thể về sau bạn có thể dễ uh, nhận diện đúng không? Đấy, bây giờ tôi sẽ quay trở lại những cái bài báo của tôi một chút. Đấy để tôi chỉ cho bạn thêm một thứ nữa để chúng ta đánh chữ kia này. Đấy. Bây giờ như giả sử như là tôi sẽ vào một cái bài báo đúng không? Giả sử như tôi vào cái bài báo này chẳng hạn, đấy. Và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái đường link để dẫn tới cái trang web của cái tạp chí. Đấy. Thì ở đây chúng ta cũng thể nhìn thấy số đo rồi đúng không? Nhưng mà giả sử như chúng ta vào trực tiếp cái trang web của một cái uh, tạp chí nào đó, chúng ta kích vào đây, đấy. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tới được cái trang web của cái bài báo này này. Và sau đó thì ở đây chúng ta không nhìn thấy số đoi đúng không? Thì chúng ta có thể kéo xuống phần dưới này này. Đấy. Nó sẽ để ở ngay phía trên này hoặc là nó có thể đưa xuống cái phần cuối cùng, đấy gần cuối cùng đấy thì chúng ta cũng có thể thấy đây số đoi này, đấy. Và bao giờ bắt vào đầu số số 10 nhé Thế còn khi ở cái dạng mà biểu diễn ở trên web ấy, thì bao giờ họ cũng sẽ để là cái cái đường dẫn của cái cái hệ thống đoi đúng không? Cái trang web đoi.org sau đó thì mới đến số 10. Đấy thì cái này cũng cũng hoàn toàn bình thường thôi à tôi hơi hơi nhầm một chút cái số đoi này là số đoi cho bộ số liệu đúng không thế còn số đoi cho cái bài báo này này thì nó ở đây này đấy nó ở phía dưới này này và ở đây này nó nó thể hiện ở hai chỗ một là cái số đoi nó để cái phần mà hướng dẫn về trích dẫn hai nữa là số đoi nó để riêng ra phía dưới này này đấy ok chưa thế trong trường hợp mà bạn không thể tìm thấy số đoi thì bạn có thể vào dùng ctrl f nhé đấy, nút con ctrl f hoặc là trong, nếu mà bạn dùng máy tính mac thì bạn dùng nút con command, command F đấy, command F cái và sau đó bạn đánh chữ doi, đấy, thì nó sẽ lập tức nó sẽ hiện ra những cái vị trí số doi để bạn có thể tìm kiếm, đúng không? Đấy. Ok, bây giờ giả sử như là bạn muốn vào một cái tạp chí uh, khác, ví dụ như là tạp chí về New England Journal of Medicine, đây là một cái tạp chí tương đối là nổi tiếng đúng không? Uh, New England Journal of Medicine, Đấy, đấy chúng ta uh, đánh uh, nhanh một cái thì nó sẽ tìm ra ngay, đấy thì chúng ta sẽ vào Đấy, đây là chúng ta vào cái trang web của cái tạp chí này đúng không và bây giờ chúng ta đến một cái bài báo giả sử chúng tôi chọn cái vào bài, bài báo này chẳng hạn nhé ví dụ như bài báo này tôi kích vào đây một cái đấy thì lúc này chúng ta sẽ vào uh, được cái phần uh, bài báo này và chúng ta thấy này nó có số đoi này nó hiện ra số đòi ngay đây này đấy thì lúc, lúc này thì chúng ta đấy, chúng ta có thể uh, biết được cái số đoi nó là nó ở đâu và và nếu mà chúng ta cần dùng thì chúng ta có thể lấy cái số đoi này đúng không đấy À, giả sử như chúng ta vào một trang web khác, nhé. ví dụ như là vào trang web The Lancet, để xem nhé, The Lancet. Thì đây là cái trang web của cái tạp chí The Lancet. Thì tất nhiên cái tạp chí The Lancet này nó có bao gồm rất là nhiều các tạp chí ở phía trong nữa. Đấy, thì nó theo các cái chuyên mục khác nhau. Đấy, thì tùy, uh, tùy thôi. đấy thì uh, chúng ta sẽ, ở đây là những cái bài báo mới nhất này. Giả sử như chúng ta click vào cái bài báo mới nhất này nhé. Đấy và chúng ta xem là cái số đoi nó xuất hiện ở đâu đấy chúng ta thấy là cái số đoi nó xuất hiện ngay ở phía trên này này đấy thì lúc này rất là dễ dàng rồi đúng không? giả sử như một cái tạp chí khác ví dụ như tạp chí về BMC đấy, BMC đấy, ở đây BMC Oral Health chẳng hạn đấy về sức khỏe răng miệng chẳng hạn đấy và xong sau đó thì chúng ta sẽ vào một cái bài báo họ mới xuất bản đây chẳng hạn kích vào bài báo này nhá đấy Đấy, thì ở phía trên này thì chúng ta không nhìn thấy bây giờ chúng ta sẽ tìm nhé chúng ta sẽ tìm là control f chúng ta đánh đoi hoặc là command f chúng ta đánh đoi vào nhé Đôi vào đây nhé đấy, tìm cái đấy thì chúng ta sẽ thấy là gì là chúng ta sẽ tìm ngay thấy ngay số đoi ở phía dưới này đúng không đấy số đôi của nó bao giờ cũng bắt đầu bằng số 10 đúng không đấy, một cái trường hợp nữa là nếu mà giả sử như là bạn có các cái file pdf của cái bài báo một bài báo nào đó đấy, thì chúng ta sẽ cũng có thể tìm thấy số đôi một cách rất là dễ dàng đấy chúng ta giả sử như là ở một cái bài báo bài báo này chẳng hạn nhé đấy thì chúng ta đây là một cái bài báo và chúng ta sẽ à, tìm và chúng ta sẽ thấy là gì đây nó có số đôi ngay phía dưới này đúng không chúng ta hoàn toàn cũng có thể dùng cái công cụ tìm kiếm đánh chữ đôi vào để thì nó sẽ tìm ra đúng không đấy. đấy. đối với cái bài báo này đúng không bài báo này ở trên New England Journal of Medicine này đấy, thì chúng ta tìm nhé đấy thì số đôi nó đây này đấy bao giờ nó có sẽ có số đôi và số đôi bao giờ cũng bắt đầu bằng số 10 đúng không đấy đấy ở một cái bài báo khác ở cũng trên file pdf đấy một cái bài báo này bài báo của tôi đúng không đấy thì chúng ta tìm để chúng ta xuống phía dưới này này đấy tìm xuống phía dưới này đấy thì nó có cái số đôi nó sẽ hiện ở đây đấy ở phía dưới này đúng không đồng thời thì từ xem nào đấy thì ở các cái chân của các cái trang trang báo ấy, thì nó cũng có nó cũng hiện ra số đôi, thì tùy từng cái tạp chí thì họ sẽ bao giờ họ cũng sẽ phải gắn cái số doi vào trong cái cái file PDF của cái bài báo đó đấy bây giờ tiếp theo một cái trường hợp nữa là giả sử như là bạn có một cái bài, báo bạn có tên của một, bài báo và bạn không biết là cái bài báo đấy nó có số đo hay không đấy thì tôi sẽ cho bạn một cái giải pháp đó là bạn có thể dùng cái trang này, này trang cross này cross rep đấy, .org và ở đây nó sẽ cho bạn một cái khung tìm kiếm thế lúc này thì bạn có thể đánh tên của cái bài báo đó vào đây này hoặc thậm chí bạn đánh tên tác giả hoặc đánh số đo ở đây để bạn có thể tìm kiếm tìm kiếm đến cái cái bài báo đó đúng không đấy giả sử như là bây giờ tôi muốn tôi có cái bài báo này chẳng hạn và bài báo này thì tôi không biết là nó có số đo hay không đúng không đấy giả sử như vậy đấy thì tôi sẽ copy cái cái title này nhé đấy và tôi sẽ copy vào đây tôi, tôi gắn vào đây đúng không và tôi enter đấy đấy thì lúc này nó đã tìm cho chúng ta thấy đến cái bài báo này rồi đúng không và nó có số đo ở đây thì chứng tỏ là bài báo này là bài báo uh, chuẩn đấy đúng không tức là uh, có số đoi uh, tử tế đúng không hoặc là hoàn toàn chúng ta cũng có thể tìm kiếm bằng số đoi chúng ta đưa cái số đoi vào khung tìm kiếm thì cái, cái khung tìm kiếm nó hiện nay nó đang đang ở phía trên này này đấy hoặc là có thể chúng ta quay trở ngược trở về cái trang chủ ấy, thì cái khung tìm kiếm nó ở phía giữa cách nào cũng được đấy thì bây giờ tiện ở đây thì chúng ta sẽ đưa cái số đòi vào đây luôn đấy bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài báo này nhé và sau đó thì chúng ta xuống xuống phần cuối này phần cuối này là cái số đòi phần cuối này lúc nãy tôi đã hướng dẫn bạn rồi đúng không đấy thì bây giờ chúng ta sẽ copy copy cái số đòi đây copy nguyên cái số đòi đi nhé đấy copy nguyên số đòi sau đó thì copy này đấy sau đó thì mình sẽ paste vào đây thôi đấy, mình mình xóa hết cái này đi căn chuôn a để mình mình chọn hết sau đó mình xóa đi và sau đó thì mình căn chuôn v để mình paste cái số đoi vào đây đúng không? Sau đó thì enter đúng không? Đấy. Thì lúc này nó sẽ tìm cho chúng ta chính xác cái bài báo đó đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy rằng rất là tiện đúng không? Thế là chúng ta có thể sử dụng cái trang crossref này để chúng ta kiểm tra lại trong trường hợp là một cái bài báo nào đó mà chúng ta chỉ biết mỗi tiêu đề thôi thì chúng ta có thể vào đây để chúng ta vừa tìm kiếm và sau đó thì chúng ta vừa check xem là cái bài báo này có số đo hay không đúng không? Rồi. Uh, tiếp theo có một cái cách nữa đấy là chúng ta sẽ vào chính cái trang đòi gốc ấy, tức là cái trang trang web của cái tổ chức đòi luôn đấy thì nó chính là doi.org nhé đấy thì chúng ta sẽ thấy có một cái khung đấy khung tìm kiếm ở đây này đấy thì bây giờ chúng ta chỉ việc là chúng ta lấy cái số doi chúng ta paste vào đây sau đó thì chúng ta sẽ để cho nó tìm kiếm để xem nó có ra được cái đúng cái bài báo đó không đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào đây nhé chúng ta lại copy cái này này copy cái này này đấy copy nhé Đấy, sau đó thì chúng ta paste vào đây này Đấy. và chúng ta kích Submit đúng không? Đấy, submit Đấy. thì lúc này nó tự động nó đưa chúng ta đến cái bài báo gốc ở trên cái trang chủ của cái tạp chí mà nó xuất bản bài báo này đúng không? Đấy thì chúng ta thấy là rất là tiện lợi. Thì bây giờ trong cái trường hợp mà bây giờ chúng ta quay trở lại cái trang web DOI này nhé. Thì chúng ta lưu ý là gì? Ở đây nó cho phép chúng ta là, là dán cái số DOI vào đây. Thì trong trường hợp mà bạn dán cái số đoi vào đây và bạn submit ít bạn tìm mà bạn không thấy thì chứng tỏ là cái số đoi đấy là số số đoi giả đúng không? đấy thì là cái bài báo mà có cái số đoi đấy thì bạn có quyền nghi ngờ là cái bài báo đấy là cái bài báo có vấn đề và cái tạp chí mà xuất bản ra cái cái bài báo đấy cũng có vấn đề. ok chưa? còn một vấn đề nữa liên quan đến cái số đoi mà tôi cũng muốn đề cập với bạn ở đây đấy là nó có một cái dịch vụ nó gọi là để làm ngắn cái số đoi này lại, tức là nó làm đơn giản hóa cái số đoi Đấy, cái dịch vụ đó nó gọi là Sort doi đấy chúng ta sẽ kích vào đây nhé Sort doi này đấy thì cái dịch vụ này đây là cái đường link này đấy, chúng ta kích vào đây này đấy thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái đường link cái số doi của chúng ta vào đây đấy, copy cái số doi của chúng ta vào đây nhé đấy chúng ta sẽ lấy cái cái số doi này này đấy, copy vào nhé đấy. sao chép này hoặc là ctrl c đúng không đấy thì chúng ta kích vào đây và sau đó thì chúng ta Paste nó vào đây và sau đó chúng ta Submit một cái Thì cái số đo này là cái số đoi nó đã làm ngắn lại Và nó chính cái số đoi này nó sẽ tương ứng với lại cái số đoi mà à, dài của chúng ta Và trong trường hợp mà Chúng ta được nhận được một cái số đoi dạng ngắn như thế này, này Mà chúng ta muốn kiểm tra thì chúng ta cũng copy Đấy chúng ta đơn giản chúng ta chỉ copy cái số đoi này thôi Sau đó thì chúng ta vào cái trang đoi gốc nhé Đấy, Chúng ta copy cái này nhé vào trang đoi gốc này Đấy copy nhé Ctrl V copy sau đó thì vào cái trang đòi gốc này vào đây này sau chúng ta paste vào đây một cái sau, đó thì chúng ta submit đấy thì nếu mà giả sử như cái số đo này là số đo đúng thì nó cũng tự động nó sẽ chuyển về luôn cái bài báo mà ở trên cái tạp chí gốc của chúng ta đấy. đấy thì bạn thấy là cái cách chúng ta kiểm tra cũng rất đơn giản đúng không đấy thì tóm lại là mỗi khi mà chúng ta có số đoi chúng ta muốn kiểm tra thì chúng ta có thể vào cái trang gọi là cross này là là thứ nhất này và hai nữa là chúng ta vào luôn cái trang đòi gốc và cái trang đòi gốc này đòi.org chúng ta pết cái số đòi vào đây và sau đó chúng ta submit đấy thì lúc này thì chúng ta sẽ hoàn toàn chắc chắn là cái số đòi đấy là cái số đòi chính xác và cái số đòi đấy chính là cái số đòi xác định cho cái bài báo mà chúng ta uh, đang tìm kiếm đúng không bạn sẽ cần thận trọng về chất lượng của một bài báo hoặc một tạp chí khi mà bạn đọc bài báo mà bài báo đó không có số doi và khi tìm trên Crossref cũng không thấy. Hoặc có số doi nhưng mà số doi không bắt đầu bằng số 10, hoặc có số doi nhưng mà không tra cứu được trên hệ thống của doi. Tất nhiên đây chỉ là một số dấu hiệu cảnh báo để bạn có thể loại bỏ những cái tạp chí hoặc là bài báo bất thường. Bạn lưu ý là cho dù một bài báo có số doi thực sự thì để mà đánh giá chất lượng của cái bài báo đó thì chúng ta cũng cần phải thêm một số tiêu chí khác. Trong slide này tôi ghi lại một số trang web mà chúng ta đã cùng nhau thực hành ở phía trước để chúng ta có thể xác định cái số đôi. Hy vọng cho đến đây bạn đã hiểu số đôi là gì, cách tìm và ứng dụng đối với số đôi. Tôi sẽ dừng video này ở đây và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo của tôi. Nếu có câu hỏi gì thì hãy để lại trong phần comment phía dưới. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi